Nhà đã ăn cơm đang uống rượu, em có uống được không? Đây ở đây chơi mà, đây ở đây chơi à. Chờ nhà nó ăn cơm xong thì lên. Đang ăn cơm thì uống rượu sợ. Trên này toàn uống rượu trẻ. Con tự đi đi. Tao nhớ có mày dễ lừa chỉ nên chan phai xe chan tính cái chỗ này mày phát cả. Đẹp chưa nhỉ? Đi chơi thôi. Đi lên trên này. Lên hoa đào. Em à, em gái ơi, chị lên trên này chung nha. Đi. Nhìn nó ghê quá. Đây, đấy là hội mù là đây mọi người ơi. Lên hội mù là chơi đi. Ừ, đến. Bao nhiêu tiền đây? 20.000 mọi người. Mình chỉ đứng ở đây thôi, không vào, không cần vào vườn đâu nhỉ. Có hoa đâu, không vào vườn đâu, vào vườn nó vừa mất tiền rồi, có hoa đẹp đâu. Ở đây là hội mù là, lạnh quá, chờ gì đó. Hả? Con Đài Loan đây nè. Quay cho chị ạ. Quay cho chị. Linh bực kê. Hai hải con thì đi chơi. Bà bác thì cháu thì mới chụp ảnh luôn.
mặc quần áo dân tộc. Mm-hmm.